máy đuổi ra luôn ha. Đuổi rồi. Đuổi luôn. Minh Hiếu mà thầy Minh Hiếu mà đuổi hả? Minh Hiếu. Con không được ngồi ngang với thầy. Không được ngồi ngang thôi. Không được ngồi ngang với thầy, ra chỗ khác ngồi. Anh của mình bạn là Minh Hiếu á. Ừ. Còn chiếu ngồi ngang với thầy không được. Đi nhưng mà sống như vậy cũng chưa đỡ được, chưa đã tâm đã chưa đúng rồi. Đúng rồi. Đi làm cái gì? Buổi tối nghỉ ngơi của thầy mà chụp là không được. Đúng rồi. Cái đó mà ông hình như nào ông ngày xưa đó ông ngày năm ngày YouTuber. Dạ. TikTok nói rồi. TikTok. TikToker. Lúc bắt đầu như nào đâu vẫn giữ như vậy. Vậy là trưa nay về ha, Hoàng Pháp Kim Cang. Trong ngày này đây. Trong ngày là gì? Đây nè. Về khi nào quay lại Hoàng Pháp? Về luôn. Bị đuổi rồi. Đúng rồi. Ngay đèo nó đó là đang đảo nhân đảo cái bãi biển Quang Phú. Thế là ngày hộ pháp hôm qua là thầy giao nhiệm vụ là kiểm soát toàn bộ an ninh trật tự. Ông Hồng Pháp Kim Cang quan sát được, nhìn biết. Thầy hôm qua là giao là toàn bộ, ông mới vào hay là ông nào đập choạc là xử lý liền. Có cầm điện thoại luôn nè, nha, nhà sư, có cầm điện thoại luôn nè nha. Đắp y rồi. Đó, lúc mà có đứa cái thành đứng chăn chú không về nữa. Có coi không? Cầm điện thoại luôn. Cái hùng đứng chỗ cái không về á. Đó. Có gì hồi nữa lên Hộ Pháp Kim Cang lên tiếng. Để ngồi sư có thể làm rõ cái này nha. Đắp y là cầm điện thoại đó có được. Trong ngày nay lúc về rồi. Dạ về phải không? Trong ngày nay về. Sư Minh Hiếu sư mất kiến ha. Kìa đây còn đang ngồi kìa. Không mà chưa về. Đang ngồi nói kìa. Đây là sư mất kiến đi về nha mọi người. Sư mất kiến bữa nay đi về mọi người. Hồi đêm hôm là bị đuổi rồi nha. Đấy. Thầy nhắc nhở rồi trong những cái ảnh đấy. Dạ phải giữ hết sư. Mà con thấy là sư mất kính là toàn đi cặp với thầy không à? Đi ngang hàng. Đi ngang hàng không à? Phải không anh sư? À, lịnh thối á. Dạ. Đúng rồi em dạ thầy. Con thấy là sư này là cái gì nói thẳng nha mọi người. Ừ. Có sao nói. Sư mất kính hôm qua ngồi nói. Sư đi theo Thích Minh Tệ á, thì càng ngày thì càng đông. Dù biết đâu là ngày hôm nay lên tới 30 mấy người rồi. Mà không biết là 30 mấy để mình cùng đếm hay trong video ngày hôm nay là tất cả bao nhiêu sư cho cả nhà. Và hiện tại Vũ đang có mặt tại Quảng Bình cả nhà. Thì đó bây giờ các sư là bắt đầu đi tới nè. Có những anh chiến sĩ công an đeo hộ tống này. Rất là đông những sư mà cả nhà rất là nhiều sư luôn á.